thì cái một kỹ thuật như vậy thì nó đơn giản là thầy thuốc mình đó là nắm và chỉ định và chống chỉ định. Điều đầu tiên là phải nắm chỉ định và chống chỉ định. Thế thì muốn thuộc cái chỗ này là phải có thực hành này mới thuộc được, chứ không thể nào mà không thể nào các em mà thuộc nhớ ngay bây giờ được đâu. Nhưng mà làm khi mà va chạm với một bệnh nhân có thuộc về lồng ngực á, thì các em phải nhớ đến cái bài này. Chỉ định nó như thế nào, chống chỉ định nó như thế nào, kỹ thuật tiến hành theo dõi và những biến chứng. Thì kỹ thuật chấn thương màng phổi là một trong những kỹ thuật mà thường, rất là thường sử dụng ở bệnh viện. Những bác sĩ mà mới ra trường thì đi theo mấy anh lớn một vài tháng là làm được cái này. Nhưng mà phải nắm vững cái chỉ định nha. Kỹ thuật thủ thuật đó, đây là một thủ thuật nhằm giải áp khoang màng phổi khỏi sự đè ép do khí hoặc dịch, đưa khoang màng phổi về trạng thái ban đầu là áp lực âm, là một khoang ảo áp lực âm tính đó. Tôi thấy ví dụ như đây là một tràn khí màng phổi, một khí màng phổi rồi cũng đẩy cái trung thắt về phía bên bên trái. Thế thì áp lực ở đây màng phổi thường nó âm, bây giờ tràn khí là áp lực dương, thì chúng ta phải lấy không khí này ra ngoài bằng cách là đặt cái ống dẫn lưu vào đó. Thì cái áp lực bên này nó sẽ trở về cân bằng, hoặc là muốn âm thì nó phải có, sau khi mà chúng ta dẫn lưu tốt thì nó mới trở lại vị trí ban đầu. Thế thì đây là hình ảnh tràn dịch màng phổi, thì chụp phổi chúng ta thấy là nó sẽ có một hiện tượng là mờ bên cái phổi phải, và siêu âm á, thì chúng ta thấy là ở dưới cái vùng gan có một cái lớp eco trống màu đen, mà người ta dùng từ eco trống là dịch nó nằm ở đây. Thì ở đây chúng ta thấy là một cái màng phổi lồng ngực, cái này là một bờ cơ hoành. Thì đây là một cái kỹ thuật mà nó có từ xa xưa rồi, trước công nguyên mà tới đây là 2.000 mấy trăm năm. Bây giờ là người ta đã hoàn thiện cái phương pháp, hoàn thiện về cách điều trị để chúng ta học mà thôi. Về chỉ định á, thì thứ nhất là có tràn khí màng phổi. Tràn khí màng phổi không phải là cái nào chúng ta dẫn lưu cả, nhưng đây là những cái tràn khí này, tràn khí màng phổi số lượng nhiều, nhiều có nghĩa là nó chiếm ít nhất là 2/3 cái phổi, gọi là nhiều. Rồi tràn khí màng phổi bệnh nhân có cái triệu chứng lâm sàng không có định, bệnh nhân có tràn khí màng phổi nhưng mà bệnh nhân khó thở chẳng hạn, siêu hấp chẳng hạn, thì chúng ta phải có can thiệp. Có nghĩa là có khi cái phổi bên kia nó không được tốt, mà bây giờ nó tràn khí bên này nó không nhiều nhưng mà nó lại gây ra hiện tượng khó thở nhiều hơn nên phải dẫn lưu. Tràn khí mà có áp lực có nghĩa là bọn nhân thở vô, càng thở vô càng thở vô thì tràn khí sẽ tăng lên. Rồi tràn khí mà phổi tái phát hoặc dây dẫn, cái bệnh nhân là cứ tràn phổi dây dẫn, tràn khí mà phổi do chấn thương, bệnh nhân có chấn thương là khi mà phổi là phải dẫn lưu, tràn khí mà phổi do thầy thuốc. Thì thầy thuốc, tại sao thầy thuốc gây ra tràn khí màng phổi? Đó là những bệnh nhân bị thở máy, em biết không? Bệnh nhân thở máy, chúng ta cho thở máy là cuối cùng nó xuất hiện cái tràn khí màng phổi. Thì những trường hợp đó người ta thấy rằng là tràn khí màng phổi do thầy thuốc điều chỉnh cái áp lực nó không phù hợp. Rồi chỉ định thứ hai là đó là tràn khí. Tràn khí nó có một số cái yếu tố như vậy. Tràn máu màng phổi là phải dẫn lưu, rò thực quản màng phổi này, tràn dịch màng phổi và ung thư. Cái chỗ này chúng ta dễ bị lầm đó, nếu do ung thư phổi màng phổi ấy, thì chúng ta dẫn lưu, còn tràn dịch màng phổi tái phát nhanh
rồi gây dính màng phổi qua ống dẫn lưu, thì bệnh nhân có một cái phổi mà nó bị hiện tượng là áp xe vi mủ màng phổi chẳng hạn, người ta làm dính lại với nhau để hết cái khoang đó, cho nên là không có tạo ra được một cái khoang dính cái màng màng phổi. Màng phổi là cái lá tạng á, dính thành lại với nhau thì nó làm cho mất cái khoang nó đi, không còn hiện tượng tràn dịch tràn khí cũng như là áp xe trong cái vùng này. Rồi tràn dưỡng chất, thì một số trường hợp thì người ta phẫu thuật lồng ngực thì người ta phải đặt cái dẫn lưu màng phổi trong chế độ tương đối là rối loạn lọc máu, rối loạn máu ha. Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông. Thì bây giờ các bước chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị dụng cụ thì có, đây là 10 cái dụng cụ mà chúng ta phải thường hay có sẵn. Trong đó thì chúng ta có cái dao này, kim kéo này, chỉ khâu này, thì cái ống dẫn lưu thì chúng ta phải, đây là một đặc biệt có nhiều số. Thì dẫn lưu mà chúng ta thấy rằng là cái ống dẫn lưu từ 8 đến 42 F, mà tràn khí màng phổi thì từ 16 đến 54 thôi. Mà trên 28 á, thì tràn khí màng phổi thứ phát này, tràn dịch màng phổi do ca này, tràn mủ màng phổi, tràn máu màng phổi, nói chung là những cái tràn dịch, tràn máu, tràn mủ màng phổi thì ống dẫn lưu nó to hơn. Rồi chúng ta phải chuẩn bị cái hệ thống ống dẫn lưu. Hệ thống dẫn lưu á, hồi nãy là chuẩn bị dụng cụ nè, chuẩn bị ống dẫn lưu nè, rồi chuẩn bị cái hệ thống dẫn lưu. Thì khi đã đặt cái ống vào lồng ngực rồi, từ đây ra ngoài chúng ta đặt vào cái hệ thống dẫn lưu. Thế thì hệ thống dẫn lưu màng phổi phải là một chiều. Thì dẫn lưu một chiều có loại một bình, có loại hai bình, có loại ba bình. Thì có một cái dụng cụ là cái van Helmich cho em ạ. Cái van này á, thì người ta dẫn lưu một chiều. Ví dụ người ta đưa ống dẫn lưu ra, ta nối cái đầu này với đầu kia ha, thì dẫn lưu một chiều và nó cho khí ra một chiều, còn ngược lại thì nó không cho đi ngược lại. Thì đây chúng ta có cái bong bóng này, đi ra đây rồi nó hết, nó không có đi quay ngược lại. Nhược điểm của cái van Helmich này là nó không sử dụng được trong dẫn lưu dịch máu hoặc mủ, dẫn lưu khí mà thôi. Thì đây là hệ thống dẫn lưu một bình, có những ưu điểm và nhược điểm các em về đọc. Nhưng mà chú ý là cái nước mà ta đổ vô cái bình này là phải là 2 cm, 2 cm, cái ống này ngập vào nó phải là 2 cm. Thì chúng ta đi lâm sàng chúng ta gặp một số cái bình như này chẳng lưu, cái em không coi coi là nó phải tuân thủ đúng cái này nha. Dẫn lưu hai bình, hai bình chúng ta thấy là nó có cái vấn đề chỗ là cái bình này nó không cắm qua tới cái nước như cái bình bên kia, nhưng mà khi qua bình này thì nó cắm xuống nước. Thì khi dịch mà nó nhỏ xuống đây á, thì nó đẩy cái không khí đi qua đây, nên là chúng ta thấy là nó không đổ dịch trực tiếp qua cái ống này. Thì đây là dẫn lưu ba bình. Thế thì ngày nay người ta có một hệ thống ống hút là để chỉnh áp lực đi qua cái bình hút như thế này, đi vào cái bình, cắm cái máy hút đó vào trong cái bình mà cái này cắm vào cái dẫn lưu. Thì tư thế bệnh nhân có thể nằm ngửa, ngồi hoặc nằm nghiêng, thì tùy, nhưng mà thường thì người ta nằm tư thế hơi chết chết một chút để chúng ta dễ lại. Thì tư thế ngồi thường làm ở bệnh nhân chập vào màng phổi,
chứ bệnh nhân mà mổ thì khi đau rất là nhiều, người ta không thể nào ngồi được, mà nằm thì người ta có thể chịu đựng được cái đau đó. Đây là cái dùng tam giác mà chúng ta xác định để chúng ta đặt cái dẫn lưu ở trong cái dùng này. Người ta dùng gọi là đây là cái tam giác an toàn. Xác định vị trí dẫn lưu. Rồi người ta sau đó người ta tiêm cái thuốc tê ở dưới da, da dưới da và đi vào cái khoang phổi. Đó là cách thực hiện. Thì khi thực hành cái này thì sẽ có nói lại với em cái này nha. Các bước tiến hành. Sau khi rạch da và dưới da xong đến cái khoang lưng sườn đó, thì người ta đi ở bờ trên cái xương sườn dưới, là người ta đi thẳng dùng cái ly tách đi vào cái bờ trên xương dưới, đi vào khoang màng phổi. Sau khi chúng ta tách được cái lá thành của cái lồng ngực ra thì có cái không khí hoặc là dịch nó chảy ra, sau đó ta đặt cái ống vào. Đây đã đặt xong ống rồi, chúng ta khâu lại. Nhớ là có khâu cái chỉ chờ, chỉ chờ sẵn ở đây. Còn nếu không khâu chỉ chờ thì sau đó khi ta rút ống dẫn lưu ta phải khâu cái chỉ chờ. Rồi chúng ta nối cái ống dẫn lưu của màng phổi với cái hệ thống dẫn lưu là một bình, hai bình, ba bình, hoặc là cái qua một cái máy hút một chiều như vậy. Và áp lực hút của chúng ta là từ 15 đến 20 cm nước. Thì đây là biến chứng mà chúng ta thấy có tràn khí ở dưới da. Thì theo dõi sau mở màng phổi là cái sinh niệu bệnh nhân, theo dõi có biến chứng sau mở màng phổi như là tràn dịch, tràn khí, khí và dịch nó ra bình dẫn lưu như thế nào, còn thông hay không, rửa bình dẫn lưu 24 giờ và khi dịch đầy thay băng ống dẫn lưu hàng ngày, giống như thay vết thương vậy. Đây là các biến chứng như chảy máu nè, thủng tạng nè, tổn thương bó mạch thần kinh liên sườn nè. Thì chỗ này rất là quan trọng, nếu chúng ta đi mà ở bờ trên xương sườn dưới thì nó tổn thương bó mạch, có khi nó chảy máu, tràn máu màng phổi mà vào trong cái khoang màng phổi. Thì có nhiều trường hợp bị cái này rồi, chúng ta đi bám sát bờ trên xương sườn dưới, tắc ống dẫn lưu, tràn khí dưới da, phù phổi cấp, nhiễm trùng tại chỗ và tràn mũ màng phổi. Thế thì khi nào rút màng phổi, tràn khí màng phổi thì chúng ta dẫn lưu hết khí 24 giờ. Rồi trước khi mà quyết định mà rút đó thì chúng ta chụp X quang phổi thấy nở tốt, kẹp ống dẫn lưu 24 giờ. Rồi X quang phổi nó không tái phát cái tràn khí nữa thì chúng ta rút ống dẫn lưu. Thế thì chúng ta chụp một phim trước rồi chụp một cái phim sau 24 giờ rồi chúng ta mới rút. Thế thì bây giờ chúng ta có cần thiết chụp X quang phổi trước không? Thì tôi thường không không cần chụp cái này. Nếu mà tôi nghe phổi bệnh nhân có cái rì rào phế nang tốt thì chúng tôi cập. Tôi cập ống dẫn lưu xong á, thì tôi cho chụp 24 giờ sau và sau tôi rút, nó đỡ đi một cái lần chụp. Tràn dịch màng phổi á, thì lượng dịch ra dưới 100 ml trong 4 giờ, dịch như huyết thanh, có nghĩa là dịch nó vàng chanh trở lại. X quang phổi nở tốt, bệnh nhân cải thiện triệu chứng lâm sàng. Thì đây là cái rút ống dẫn lưu chúng ta giải thích bệnh nhân rồi gây tê, rồi nếu như chưa có gì chờ chúng ta khâu, còn có gì chờ chúng ta rút ống. Bệnh nhân ở cuối thì thở ra trong khi bác sĩ thắt chỉ chờ. Chúng ta thở hết cái khí ra đi rồi rút xong rồi chúng ta cột chỉ chờ lại bằng vết thương, rồi chụp lấy quang phổi sau 12 đến 24 giờ.
Rồi cái bài này thì cũng đơn giản ha, chủ yếu là chúng ta chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị ống dẫn lưu, chuẩn bị hệ thống hút, rồi chúng ta mới thực hiện cái tiến hành kỹ thuật. Kỹ thuật là chúng ta phải chọn cái vị trí, rồi chúng ta sát trùng, chúng ta gây tê, rồi chúng ta lập da, rồi chúng ta đặt ống, cố định ống, rồi không chỉ chờ, rồi chăm sóc sau dẫn lưu, cuối cùng rồi chúng ta chỉ định rút ống dẫn lưu như thế nào, tràng khí ra sao, tràng dịch ra sao, thế thôi, không có vấn đề gì quan trọng. Các em học bài à? Giờ các em hỏi gì không? Tạm thời không hỏi.